Đi ấy xong đi luôn. Ôi trời ơi, để nặng quá. Ở nhà em dùng cái gì rồi? Đây, vừa dùng cái đơn. Được rồi, từ từ, tí anh xem sau nhé. Em bị này bao lâu rồi? Nó mới lên cũng khoảng 2-3 tháng này thôi. Nhưng mà bị này chắc nó mới ửng. Trước đây thì nó không bị nặng cái này đúng không? Nó cũng lên mụn mủ nhưng nó không bị dày. Không, như anh thấy là này, cái mụn của em này nó phải bị đi bị lại nhiều lần rồi. Đúng không? Có lần nó kiểu... Cũng lặn một lần ở viện da liễu rồi, nhưng mà cái mụn lên lặn nó xẹp đi. Nhưng mà anh thấy rằng là nó để lại nhiều sẹo và vết thâm với nhiều lứa tuổi khác nhau. Và bây giờ hiện tại của em nó đang mưng lên sưng và viêm rất là nặng nha em nhé. Có cả đầy mụn ẩn, có cả thâm ấy cả. Gọi là sẹo rồi nha. Cái này mình phải điều trị đúng em ạ. Mục tiêu của mình là một tháng anh sẽ phải làm mụn với em khỏi được khoảng 90% em ạ. Nha. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cay nóng, dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không gậy nặng. Nha. Cái đấy khó không? Dễ. Không, cái đấy thói quen đấy. Hạn chế thức khuya nha. Chứ nó không nặng quá. Nha. Một cái đây này, một cái đây rất to này, cái nhọt này. Đâu nữa nào, xem ở đây. Xem không biết tuổi khổ nhỉ. Khổ gì bởi vì nó chăm sóc kém, chăm sóc tệ như sao đấy chị. Lưng này, ngực, ngủ chả, nhiều chứ. Đây là một cái nhọt. Em có dùng khẩu trang? Bụi lắm thì em mới dùng Em có nào liên quan đến gỗ chứ gì không? Không. Không đúng. Tôi dùng khẩu trang hạn chế tiếp xúc với cả cái bụi biết các thứ thôi nhé. Không sửa tay lên mặt, không kẹo nặng nhưng hạn chế thức khuya nhé. Đây là sạch xử lý nhân mụn nhé. Nên chỉnh cho em cái đơn nhé. Cố gắng một tháng thì khỏi được khoảng 90% nhé. Thế rồi. Cái tuần sau em có tới được không? Tuần này cũng, tuần sau em không tới được. Hôm nay mình sẽ làm cả thâm cả sẹo luôn. Vâng. Không, em có cãi đâu. Tự nó thành ra đấy. Vâng. Chưa qua chồng nặng kinh lên được. Tức là toàn bộ của em nó đều là mụn viêm, mụn ẩn, xong rồi là nó thành mủ và thứ nọ kia và nó nặng lên em ạ. À. Em đeo khẩu trang nó vỡ ra đúng không? Không, em rửa mặt cho nó tự nó vỡ ra. Em hơi ngửa để anh xem. Cái này phải điều trị tích cực em ạ. Nha. Cố gắng một tháng khỏi 90%. Hôm nay mình sẽ làm sạch xử lý nhân mụn rồi, có thể xử lý thâm luôn em ạ, gần Tết rồi. Yeah. Không quan tâm đến cái thâm không? Có. Ừ, quan tâm đến cái thâm, với cả mình hạn chế sờ tay lên mặt nhé. Cố gắng một tháng khoảng 90%, được không? Không. Yeah. Mình là phải hạn chế thức khuya, không sờ tay lên mặt, không kệ nặng, cái đấy khó không? Không hay là. Dễ đúng không? Vâng. Ok, nhé. Yeah. Anh em có dùng sản phẩm gì để em điều trị chưa? Hiện tại thì không. Của em vừa bị mụn, em còn bị viêm cái chân tóc này, khá là dày. Cái này của em nó gần đi bị lại một vài lần rồi, đúng không? Chứ không phải là đây lần đầu tiên. Da em là da dầu nhờn em ạ, lỗ chân lông nó bị tắc và khá là nhiều mụn ẩn ở dưới da. Có những cái nó viêm thì nó vỡ ra, để lại sẹo vết thâm. Mà nhiều sẹo với nhiều lứa tuổi lắm. Cái này phải điều trị đúng em nhé. Mục tiêu của mình cố gắng ngay từ bây giờ đến khoảng Tết nó phải khỏi được khoảng 80-90% nhé. Trong một tháng. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cay nóng, dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Và em phải hạn chế thức khuya. Mà đây khó không? Thỉnh thoảng em có phải làm đêm nhỉ? Okay. Một tuần 3 đến 4 buổi nhỉ? Chịu nó hết đang dựng lên, nó lên cái mụn đi ti để xong rồi nó cứ nổi lên. Cái này của bạn ấy đang bị mụn ẩn nhiều với cả các mụn viêm nữa chị ạ. Da của bạn là da dầu nhờn, lỗ chân lông của nó bị tắc. Cái này thì phải điều trị đúng chị ạ. Mục tiêu của mình cố gắng là một tháng thì nó khỏi được khoảng 90%. Làm được như thế thì về nhà bé phải hạn chế cây nóng, dầu mỡ, không được sờ tay lên mặt, không kệ nặng và phải hạn chế thức khuya. Cái đấy khó không? Dễ gì? Việc điều trị khỏi cho bạn này với em nó không khó đâu. Nhưng làm thế nào để sau này không tái phát thì em phải hướng dẫn đấy, cụ thể nhá. Nếu trước kia bây giờ mình phải điều trị đã nhá. Da bé này nó cũng thâm nhiều này, có cả sẹo có thứ này, nhiều phết rồi. Ok. Cái này là nó mụn trứng cá. Cái này của anh sẹo thì vẫn có thể phục hồi được anh ạ. Tuy nhiên là hiện tại bây giờ của anh có rất nhiều mụn nên là mình chưa thể điều trị sẹo được khi mụn của anh vẫn còn như này, anh hiểu không? Mụn đây, mụn của em thì bây giờ nó hiếm hiếm mọc lắm. Đấy, nhưng mà đây vẫn thấy mụn ẩn đây, khá nhiều đây. Nếu anh điều trị cái này, nó sẽ kiểu cái mụn mà nó không được xử lý hết ấy, nó sẽ bị viêm ấy anh. Nó phục hồi sẽ lại kém, nên cái này chắc chắn là mình phải điều trị mụn đã. Đây này, nhiều mụn phết đấy. Ít nhất là mình mất 1 tháng để cái mụn của anh nó khỏi được khoảng 90%, tức là nó kiểm soát được khoảng 90%. Sau đó thì mình bắt đầu là mình phục hồi cái sẹo của anh ạ. Mụn thì mình phải làm sạch rồi mình xử lý nhân. Nó hết cái nhân ẩn đi. Sau đó thì mình chuyển sang mình cấy da tế bào gốc để phục hồi cái da của anh. Cái này là em phẫu thuật đúng không? Vâng. Tại sao em lại phẫu thuật? Phẫu thuật làm gì? Thì em bắn ở đấy xa quá, xong đợt đấy em đi làm một thời gian. Làm được mấy lần?
4 hay 5 lần nhá. À, thế chưa đủ đúng không ạ? Cái này phải điều trị của không, lần trước thì nó bé, nó không to như này. Đúng rồi. Rất bé nhưng mà 4 5 lần vẫn không thua. Mà dùng là thuốc bôi, thuốc uống. Nhưng mà em mà phẫu thuật thì nó sẽ to như này đấy. Đấy, thì phẫu thuật mới có hơn 1 năm mà nó đã to như này á. Em sai mà, vì đã được tư vấn đừng phẫu thuật rồi. Cái này thì mình phải điều trị thôi em ạ. Và bây giờ về đây điều trị thôi em nhé. Spa xong rồi lại lên như thế này. Của em nhiều sẹo lắm ấy. Xong vào vùng mặt này của em là sẹo. Thứ hai là da em nó bị thô. Cái này là bởi vì do em đã từng lột da chứ. Vâng, em làm lăn kim ấy ạ. Đúng rồi, đấy người nhìn nó rõ mà. Nên là nó lột rất là nhiều. Xong rồi kiểu nó lại lên này. Xong em đàm phán lại mí bên đấy thì người ta bảo là em đi thêm liệu trình, em không đi. Bởi vì là nó lại lăn kim nữa, hỏng hết mặt em. Sợ này, hết tận lột da này. Nhiều lắm. Cứ 2 tuần lại lột lần. Đúng rồi, nó không đúng em ạ. Bởi người ta là sai. Vâng. Em là da dầu, lỗ chân lông bít tắc. Và cái này của em nó điều trị thì sai phương pháp em ạ. Em không bao giờ điều trị mà lăn kim trên làn da đang mụn em ạ. Cái này phải điều trị đúng em ạ. Và như anh nói đấy, mục tiêu của mình là 1 tháng khỏi 90%. Anh vừa tư vấn bạn kia chắc em cũng nghe rồi đấy. Đấy, nó là như thế. Không đúng không? Chết nữa gì ạ? Phép căng thẳng ấy. Không. Mày có bị stress gì không? Không. Sao làm mũi về không stress đúng không? Vâng. Được bao nhiêu ngày rồi? Mũi trong được bao nhiêu ngày rồi? Em được 13 ngày. À, nửa tháng rồi. Cái này của em nó là mụn trứng cá rất là nhiều ấy. Thật ra thì do da em là da dầu nhờn ấy, lỗ chân lông nó bít tắc. Và vi khuẩn trên da nó phát triển. Anh nghĩ đợt này sau khi làm mũi xong thì nó là một qua một cái sang chấn ấy. Một cái stress căng sang chấn. Một phần là cũng do em dùng cái thuốc nữa. Để giảm phù nề các thứ nọ kia nó sẽ kích thích lên mụn ấy. Cái này không sợ đâu em ạ, mình làm nó sẽ khỏi thôi, không sao nhé. Thứ nhất là mình sẽ phải làm sạch, thứ hai là xử lý mụn. Đấy, thứ ba là làm cái bây giờ để phục hồi da rồi làm chăm sóc da. Mục tiêu của mình là sau khoảng 1 tháng thì mụn nó phải khỏi 90% em ạ nhé. Làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cay nóng dầu mỡ, không được sờ tay lên mặt không kệ nặng. Và em phải hạn chế thức khuya, cái đấy có khó không? Chắc em thức khuya nhiều chứ. Cái này của em là sẹo do mụn chữ cá ngày xưa. Bây giờ thì nó vẫn có mụn nhưng mà nó ít thôi. Vâng. Chán vẫn có đây, ẩn. Cái này vẫn có, cái này vẫn có mụn. Cái này thì mình điều trị được cái mụn, cái sẹo này thì mình có thể phục hồi được 60-70% nhé. Ở đây sẽ dùng phương pháp cấy da tế bào gốc nhé. Bạn này bạn ấy đang bị rất là nhiều những cái mụn viêm anh ạ. Cái này là quá trình chăm sóc. Mình phải điều trị tích cực một đợt đấy anh ạ. Thứ nhất là mình phải làm sạch, thứ hai là xử lý nhân đi. Vì nó lên rất là nhiều nhân, bên nhà cháu phải để tóc gọn gàng lên, đừng để nó loa xoa nữa. Với cả cái mùng mà mình đeo khẩu trang thì thường cái mụn nó lên sẽ nặng hơn và nhiều hơn đấy. Nhá. Cố gắng 1 tháng nó lại về bình thường anh ạ. Nhá. Rất là nhiều mụn luôn. Mà cái này em phải bị đi bị lại nhiều lần rồi chứ. Dạ đúng không ạ. Tại sao anh nói thế? Bởi vì em có nhiều sẹo quá. Sẹo với cả vết thâm ấy. Vâng. Với nhiều các lứa tuổi khác nhau. Còn là mụn viêm, mụn ẩn, mụn mủ này. Mụn ẩn nhiều lắm ấy. Dạ. Cái này phải điều trị đúng em ạ. Mục tiêu của mình cố gắng trong khoảng 1 tháng thì nó phải khỏi được khoảng 90%. Vâng, em đang muốn 1 tháng quá. Để làm được như thế thì em phải phối hợp với anh. Về nhà phải hạn chế cay nóng dầu mỡ. Vâng. Không sờ tay lên mặt không kệ nặng. Cái đấy khó không? Được ạ. Và phải hạn chế thức khuya nữa. Dạ. Hôm nay mình sẽ làm sạch và xử lý mụn. Rồi thì làm cái laser phục hồi rồi sau đó chăm sóc da. Em nhớ. Vâng. Thế nó có đỡ không? Tiêm Đông Á thì cũng đỡ, tiêm đồng khoảng 3 mũi thì đỡ, sau đấy em lại có bầu em không tiêm tiếp được. Thế là em đẻ xong em qua đây. Em có xem thì nữa, qua đây xem laser xem có ổn được không. Cái này của em thì anh nghĩ là laser nó là một giải pháp mới em ạ. Nên là điều trị cái này thì nó sẽ đỡ cái hiện tượng gọi là bị tổn thương nặng nề. Thứ hai nữa là gì, bản thân laser thì nó cũng có tác dụng mạnh hơn so với cả sử dụng các phương pháp mà em đang có. Vâng. Sau đó thì tương lạnh là nó đỡ đau hơn này. Thứ hai là nó cũng không bị kiểu thứ phát. Vâng. Vì thế nên là cái này thì anh nghĩ là mình dùng laser được em ạ. Nhưng mà việc đầu tiên anh nghĩ em nên làm đó là không nên đeo vòng cổ nữa. Vâng. Bỏ vòng cổ đi. Thứ hai là em nên mặc một cái áo nâng ngực. Hơn chút nhưng mà bây giờ nó vẫn... Thua nhỉ. Da mình thua lắm, mình kiểu bị đi bị lại nhiều lần rồi. Chỗ này nó rất là nhiều sẹo ở các lứa tuổi khác nhau này. Từng đợt lên xong rồi lại bị bên lại thế. Và hiện tại bây giờ nó cũng đang khá là nhiều mụn ẩn. Mụn ẩn chít chít luôn. Cái này phải điều trị đúng nhá. Vâng. Mục tiêu của mình là 1 tháng nó phải khỏi mụn được khoảng 80-90%. Dạ. Để làm như thế thì về nhà mình phải hạn chế cay nóng dùng nữa này, không sờ tay lên mặt, không kệ mặt này. Và hạn chế thức khuya, cho nên khó không? Được ạ. Mình còn bị nám luôn rồi này. Dạ. Kết hợp cả hai, trước tiên điều trị mụn đã nhé. Vâng. Điều trị mụn thì mình sẽ có làm sạch, xử lý mụn và xử lý thâm nhé. 1 tháng sau thì mình chăm sóc da nhé. Dạ. Của Hà lên nhiều mụn ẩn kinh khủng luôn em. Em tiến lại đây một xíu. Cái này mụn ẩn này một phần anh nghĩ là do em dùng cái serum ấy. Nó có đẩy nhân không? Theo em. Sao nhiều mụn ẩn thế nhỉ? Mụn ẩn ghê lắm luôn nhỉ? Thế ra em hàng nghìn luôn mụn luôn. Trời ơi.
phải điều trị nữa, để thế này thì nó rỗ hết cả mặt thì chết à? Điều trị thôi, hôm nay mình sẽ làm sạch nhé. Thứ hai là xử lý nhân em ạ. Cố gắng trong khoảng 1 tháng hay hơn 1 tháng nó khỏi được khoảng 80-90% nhé. Thì làm như thế thì về nhà em hạn chế cay nóng dầu mỡ cho anh. Không sửa tay lên mà không kệ nằm nhé. Và phải hạn chế thức khuya. Nhiều quá. Nó nhiều mụn viêm nhỉ. Viêm nó còn ẩn. Vết thâm rồi. Ngày xưa em bị nặng nhỉ. Vâng. Nhiều sẹo kinh khủng luôn. Chắc em bị thủy đậu nữa. À, thủy đậu kết hợp. Vâng. Nhiều sẹo rỗ. Không sao, cái này sau này sẹo rỗ mà muốn mình sẽ hết mụn rồi mình sẽ điều trị để sẹo rỗ em ạ. Vâng ạ. Hôm nay thì mình sẽ làm sạch, thứ hai là xử lý nhân nhé. Nó có thể thì làm cái thâm, cố gắng 1 tháng khỏi 90% nhé. Vâng. Mụn của em nó là một cái mụn viêm mới ẩn nhiều lắm. Cái này phải điều trị cho đúng nha em, để cho nó khỏi đi nhé. Đúng rồi, thì đợt này em đang đi chữa khỏi luôn tại vì giờ đang rối ấy. À, được. Trong năm công việc cũng bận. Ẩn nhiều quá. Hôm nay mình sẽ làm sạch, thứ hai là xử lý nhân mụn, thứ ba là kê đơn cho em nhé. Mục tiêu cố gắng 1 tháng khỏi 90% nhé. Để làm như thế thì về nhà hạn chế kem nóng dùng mà không sửa tay lên mà không kem nằm. Hạn chế thức khuya nha em nhé. Vâng. Em không biết từ đặt trước Tết 1 tháng em bị tuy nhiên lên nhiều này. Của em mới mụn nóng lắm, còn là mụn ẩn với mụn viêm cơ. Vâng. Mà cái này em bị đi bị lại nhiều lần rồi, chứ không phải mới bị đúng không? Vâng đúng rồi. Cực kỳ nhiều lần bị rồi. Bây giờ dưới da em toàn là mủ vâng. Nặng cuối cùng rồi. Cái này phải điều trị đúng em ạ nhé. Một là mục tiêu của mình cố gắng 1 tháng nó khỏi được khoảng 90%. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cay nóng, dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không kệ nặng và em phải hạn chế thức khuya. Mấy cái đấy có khó quá không? Dạ không. Ok. Hôm nay mình sẽ làm sạch, thứ hai là xử lý nhân mụn, thứ ba là anh kê đơn cho em nhé. Vâng. Đấy. Liên quan đến chị đeo khẩu trang nhiều đấy. Đấy, cái đợt vừa rồi chị đi làm xong rồi nó nhiều khẩu trang, thế là nó đâm dần dần này đó. Rồi, cái này mình điều trị nó lại ổn ngay trong 1 tháng thôi nhé chị nhé. Một là mình sẽ làm sạch, thứ hai là xử lý nhân nhé. Thứ ba là nếu có thể làm cái laser ấy nhé. Để em chỉnh đơn đi. Đây, chữa như thế nào bên đấy rồi? Chữa đi, toàn tiêm rồi. Tiêm? Ừ. Chữa ở đâu mà lại tiêm? Ông Hưởng ở Thái Bình. Vũ Phụ Thư Thái Bình. Bác sĩ à? Hay là cái gì? Bác sĩ phòng khám đấy, ông ấy... Chú bị 3 năm rồi, chú toàn tiêm ấy rồi. Năm nào đến sao? Này không ai tiêm cả, đến này chỉ điều trị bằng thuốc uống, thuốc bôi thôi. Đấy, tiêm cả uống. Năm nay không sàng chứ, mà năm nào cũng sàng, mỗi năm sàng lần. Tiêm vào nó hay bị nặng lên. Cái này thì mình phải điều trị rồi, đã có sinh thiết chưa? Có. Đã lên sinh thiết để biết chưa? Thì ông ra bảo... Đây sẽ là sống sinh. Đường mổ này là đường xe ra đấy, mà mình cơ điện lồi, nên ra là cái này nó cứng. Và xu hướng nó phát triển có ngứa. Ngứa. Cái này thì mình sẽ là được công nghệ laser nhé, nó khoảng được khoảng 80% trở lên nhé. Đợt trước em có nên găng nam để em... Găng nam là cái chỗ mà giảm béo ấy hả? À, không, ở trên Hà Nội thì chị sẹo rỗ mới có một lần thì vướng Covid nên em không làm nữa. Từ đợt đấy là nhiều mụn rồi em cũng... Mụn tới Tết thế này mà đi chị sẹo rỗ ư? Cái đợt đấy chưa có mụn, ý nó có sẹo á. Ờ, hiểu rồi. Bởi vì điều trị mụn nó phải khỏi rồi mới điều trị sẹo mà. Vâng. Cái này mụn của em mục tiêu 1 tháng khỏi 90%. Nhá, mụn ấy. Vâng. Làm được như thế thì về nhà hạn chế cây nóng dầu mỡ cho anh, không sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Vâng. Và hạn chế thức khuya. Sau khi khỏi mụn rồi anh sẽ xử lý sẹo cho em. Vâng.